Hạnh phúc lớn nhất của người làm quan. Trong buổi làm việc và gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc ngày 27 tháng 8 năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Tôi muốn tâm sự với các đồng chí từ tận đáy lòng mình. Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, nhà cửa có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế. Chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút rồi. Nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng đáng là đảng viên nữa. Tại sao vừa rồi đấu tranh đòi chống tham nhũng mà được dân ủng hộ như vậy? Vì nó đúng quá đi, cho nên rất mong các đồng chí gương mẫu, đi đầu, tiên phong và hy vọng các đồng chí ngồi đây sẽ vào ban chấp hành trung ương, nhưng không phải vào ban trung ương cho oai hay để kiếm trác cái gì, mà vào trung ương là để hy sinh, là để phấn đấu, là để cống hiến cho đảng ta vững mạnh hơn. Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người đâu chỉ cần nhà cửa, ô tô thôi đâu, còn cần nhiều thứ khác nữa. Danh tiếng, sự kính trọng của đồng nghiệp, của con cái, bạn bè và sự tự hào của chính bản thân khi cống hiến cho đất nước, dù là những thứ rất nhỏ mà thôi. Vậy mà nhiều anh, nhà cửa có mấy cái, cuộc sống vật chất không thiếu bất cứ thứ gì, vậy mà sao còn tham thế? Tham thế để rồi bị bắt lúc cuối đời, khiến mọi cố gắng trong cuộc sống từ khi công tác tan thành bong bóng hết. Các anh có bao giờ tự hỏi tại sao Bác mất mà đến ngày giỗ, hàng triệu người bày tỏ niềm tiếc thương, hàng chục nghìn người đến thăm viếng? Tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ra đi cả dân tộc thương xót, hàng năm có hàng chục nghìn người đến viếng mộ chỉ bởi vì họ là những người cống hiến hết mình, vì dân, vì nước, không phải lợi dụng chức quyền để mưu cầu cho lợi ích của cá nhân? Khi dân nhìn thấy, dân sẽ tin, sẽ yêu, và đó mới là hạnh phúc lớn nhất của người làm quan. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.